Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Thực sự thời gian gần đây Realme X7 Pro quá hot luôn. Đấy. Tại sao lại như vậy? Lúc đầu ấy thì mình đã có video mở hộp cái chiếc điện thoại này ra rồi. Và sau khoảng thời gian đầu ấy thì Realme X7 Pro thì mình thấy là nó không phải quá hot lắm đâu. Đấy, nhưng bây giờ thì cái việc là K30 Pro với cả K30 Ultra tương đối khó về hàng, tất nhiên mình không nói là không có đâu nhé, nhưng mà tương đối khó về hàng, thì cái việc Realme X7 Pro quay trở lại với rất nhiều hàng sẽ là một trong những sự lựa chọn để thay thế cho những sản phẩm đó, rất là tốt dành cho các bạn. Hiện tại thì mình có tham khảo giá bán của Realme X7 Pro tại Clickbuy thì họ đang để với mức giá là khoảng 7.790.000, nhưng đây là phiên bản RAM 6, bộ nhớ trong 128. Không biết là họ có hàng nhiều cái sản phẩm này hay không. Đấy, nhưng mà khi mà mình xem cái phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 128 chính là cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này đây này, thì giá sẽ tăng lên khoảng 1 triệu, nghĩa là 8.790.000 đồng. Đấy, với mức giá như thế này thì chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái là không biết là bây giờ phân vân là cố lên khoảng gần 1 triệu nữa để mua con K30S hay là với cái tầm giá này chúng ta sẽ mua K30 Ultra, kiểu như vậy. Đúng nào? Đấy, mình sẽ phân tích cho bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đấy. Rồi, đầu tiên là Realme X7 Pro đây. Đấy thì về cơ bản là mình đánh giá là đây là một sản phẩm rất là toàn diện về nhiều các yếu tố. Thứ nhất, hộp phụ kiện khá đầy đủ, có sạc nhanh 65W ở đây. Thiết kế thì cũng được là kính và kim loại chứ, đúng nào? Đấy, màn hình là màn hình 120Hz, nhưng đây là màn hình AMOLED 120Hz luôn. Camera thuộc dạng tốt ở trong tầm giá. Pin ở mức độ đủ trâu, pin 4.500 nhé các bạn nhé. Nhưng mà cái mà mình quan tâm đây là gì? Đấy là cái sạc của nó là siêu nhanh, 65W. Thêm nữa đó là nó có hỗ trợ cả tiếng Việt luôn, có sẵn luôn cho các bạn. Đấy, còn CF Play thì cài đặt quá dễ dàng rồi. Đấy thì đấy là cái điểm lợi thế của Realme X7 Pro. Mình thì cũng đã có những video mà so sánh nó sang với cả K30 Ultra rồi. Đấy, thì về cơ bản là chúng ta cũng không nhất thiết phải so sánh từng phần một xem là sản phẩm nào sẽ hơn nhau ở những điểm gì đâu. Nhưng mà hai sản phẩm này thì có rất là nhiều những điểm tương đồng. Ví dụ như đều là chip Dimensity 1000 Plus này. Đấy, đều có màn hình Super AMOLED, tần số quét là 120Hz này. Nhưng mà hai cái điểm rất quan trọng khiến cho người dùng người ta nghiêng sang Realme X7 Pro. Thứ nhất, đó là cái sạc của nó vô cùng nhanh, sạc 65W. Và cái thứ hai, khá quan trọng, đấy là nó có tiếng Việt. Đấy, thì đấy là hai cái điểm mà mình nghĩ là người dùng đang rất là quan tâm đến cái sản phẩm này là như thế. Thế còn ở trong cái tầm giá này, nếu mà chúng ta có những sự lựa chọn khác, chúng ta sẽ lựa chọn được sản phẩm nào? Ví dụ như là hàng chính hãng chẳng hạn, thì các bạn biết rồi đấy, hàng chính hãng ở trong tầm giá từ 7 đến 8 triệu chúng ta sẽ lựa chọn được Vsmart Aris Pro. Đấy, nhưng về cơ bản thì nếu mà Aris Pro mà so sánh sang với Realme X7 Pro thì mình thấy là như sau nhé. Hộp phụ kiện chắc chắn mình sẽ lựa chọn X7 Pro rồi, vì nó có sạc rất là nhanh. Thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Aris Pro. Màn hình sẽ lựa chọn Realme X7 Pro. Đấy, hiệu năng thì mình cũng sẽ lựa chọn Realme X7 Pro. Camera cũng Realme X7 Pro. Pin cũng Realme X7 Pro. Sạc nhanh hơn cũng là Realme X7 Pro. Và phần mềm ổn định hơn, sóng sánh tốt hơn. Loa ngoài là loa kép, nghe cũng hay hơn. Thì rõ ràng là gần như là Vsmart Aris Pro chỉ hơn về mặt thiết kế, còn lại thua tất. Đúng nào? Thế nên là nếu mà là cá nhân mình thì mình sẽ nghiêng hẳn về Realme X7 Pro rồi. Còn nếu bây giờ các bạn hỏi mình là có nên cố lên khoảng gần 1 triệu nữa để mà mua cái K30S tại Clickbuy hay không? Giá K30S như nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình nhé. Quan trọng là chúng ta sẽ được cái gì và chúng ta sẽ mất cái gì. Đúng nào? Thiết kế thôi bỏ qua. Nhưng mà màn hình thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn Realme X7 Pro. Mặc dù nhá, là cái con K30S ấy, nó có màn hình tần số quét là 144Hz, nhưng tấm nền của nó chỉ là IPS mà thôi. Đấy, mình chắc chắn là sẵn sàng sẽ đánh đổi là cái việc là 120Hz với cả AMOLED còn hơn là 144Hz với cả IPS. Nhưng mà hiệu năng thì con K30S sẽ hơn đấy nhá. Camera thì mình đánh giá là con Realme X7 Pro này sẽ có phần nhỉnh hơn một tí thôi, không đáng kể đâu. Đấy, nhưng mà về pin thì K30S sẽ tốt hơn. Nhưng mà về sạc nhanh hơn thì lại là Realme X7 Pro. Đấy. Và quan trọng nhất là giá đang là rẻ hơn nữa. Các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Hãy để lại comment cho mình biết. Nhưng mà về cơ bản thì với mức giá là khoảng 7 triệu 7 cho đến 8 triệu 7 thì cũng là một mức giá hợp lý dành cho sản phẩm này rồi. Đấy, tuy nhiên là mình không biết là cái mức giá 7 triệu 7 ở Clickbuy là mức giá có hàng hay không. Thì các bạn cứ gọi điện đến để check cho nó chắc. Đấy, còn nếu không thì cố lên 1 triệu để mà lên mỗi cái RAM không thì cá nhân mình là sẽ không.
nếu mà mình mà có phiên bản RAM 6 ở trong 128 mà bán được với mức giá là 7,7 mà không phải là giá chim mồi nhá, thì chắc chắn là mình sẽ mua con này ngay và luôn. Đấy, còn ví dụ với 8,7 thì đúng là mình có nhiều sự lăn tăn thật. Ví dụ cố lên tí thôi là đã có con K30S rồi, thôi chấp nhận thua một tí về màn hình nhưng mà nó có nhiều điểm nhỉnh hơn, đúng không nào? Còn các bạn thì bạn cảm thấy sao về những sản phẩm này? Hãy lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.